Rồi, Đinh Ba Búa xin mến chào toàn thể anh em cả nước nha. Thì hôm nay mình dọn kho mấy cái cỏ nha các bạn. Còn có đâu có ít nữa thôi, vài cây, đâu vài chục cây nữa thôi các bạn à. Nên là mình lên dọn kho thanh lý luôn nha. Có một số cây mình bán rẻ đó, mình thanh lý rẻ luôn, cho nó đi luôn một số. Nói chung là lát nữa các bạn coi nha, một số mấy là mình thanh lý rẻ lắm nha. Rồi, còn hàng của các bạn đây thì mình đóng đi sạch hết rồi nha các bạn. Còn đâu tầm 20 mấy đơn, 10 mấy đơn nữa thôi là chưa có đóng kịp thôi bạn. Nào, em bu tá là chưa đang dán phiếu rồi bạn. Đây thì đang dán phiếu là đóng đi hết rồi bạn à. Nè, hàng của các bạn đây, đây nữa nè. Thì hôm nay xe bị theo mới nhắc vô luôn kìa. Tào Tháo mới nhắc là có liền luôn rồi các bạn. Xe vô bóc kìa. Rồi thì hôm nay mình lên ít lắm nha, có một cây cũng nhiều lắm bạn, tại dọn kho cho nó sạch cho rồi. Mấy cái lô mà đang tủ bao đó là mình giao cho đại lý rồi bạn, tủ lại bạn, để chưa đóng kịp. Còn đâu khoảng tầm mười mấy lô chưa đóng kịp bạn, đang tủ lại chờ mấy đứa nó đóng luôn. Rồi bạn, thì hôm nay mình dọn kho có một số lô là mình thanh lý rẻ lắm mà, dọn cho nó sạch nhà luôn bạn. Không biết khi nào hàng nó dời lại tính sau. Rồi thì như mấy lô này mình thanh lý luôn nè, cho nó rẻ luôn, dọn sạch nhà luôn bạn. Rồi cái này là một cây nha các bạn. Rồi mấy cây này là Echo 2004, 2000. Rồi Estin 23 nữa nè bạn, 23, 24 nữa nè. Rồi cái gì nữa ta. Rồi Gabop nè, cái này là Hitachi Gabop nè, Rubincock nè, Tiger 24, 25 nè các bạn. Đó, Tiger 24, 25. Rồi đây nữa nè. Rồi đây một cây nè các bạn, đây có một cây một thôi à. Rồi Rubin nè các bạn, Rubin này, Rubin 25 có 225 22 các bạn à. Rồi có một cây Ruby, có một cây một thôi các bạn. Rồi cái này đầu máy nha, đầu này thì cứ 3 đầu 1,2 triệu. Ba cái đầu này 1,2 triệu nè, ba đầu này là Native War tung rời. Còn ba cái đầu đó là của Rubin các bạn, nó giờ nó gãy còn hết rồi, mình tháo bán luôn. Nó gãy còn hết rồi các bạn, mình tháo cần quan phế liệu rồi. Còn đầu không à. Đó, bên Nhật nó rồi nó gãy còn hết bạn, mình tháo cần quen hết rồi. Rồi ba đầu đó là 1,2 triệu, ba đầu này 1,2 triệu luôn. Đó, rồi Rubin này mấy đứa nó soạn hai lô luôn đó ta. Rubin hợp ba con này. Rồi. Echo 230 nữa nè. Rồi bạn, hôm nay lên nhiêu đó thôi, mình vô báo giá nhanh luôn nha. Cho đang kêu mấy đứa nó bóc hàng. Đây, xe hàng của các bạn thì đang bóc thôi, mấy đứa nó có nó vô rồi bạn, nó bắt hàng rồi. Rồi mình báo nhanh cây đầu tiên đi nha. Cây này là nó là Mitsui TBE 261 bạn này. TBE 261 nha. Thì con này tình trạng của nó là mất áo, mất y sơi, giật hơi thử coi. Ừ, giật hơi được nè. Đó, mất áo, mất y sơi nha. Cần của nó là cần câu bạn này. Đó, cần câu nha. Cây cần như vậy này. Rồi đó vậy thôi. 500.000 nha, con này 500.000 nha các bạn. Đó, tình trạng như video, các bạn coi cho kỹ giúp mình nha, tình trạng như video. Rồi con tiếp theo, con này là con Nativa các bạn. Nativa con này đây bạn, 600.000 thôi. Con này thì mới ken các bạn nè, mới ken nhưng mà nó còn mỗi cái tay lái dưới khúc dưới thôi, khúc trên bên Nhật nó nằm bên Nhật rồi các bạn. Giờ mình không thể nào đốn máy bay qua Nhật mà kiếm khúc trên giờ cho các bạn được đâu. Ở mình bán khúc dưới thôi nha. Thì khúc dưới là nó gồm cái đầu máy này dưới khúc dưới với bộ tay lái thôi, còn khúc trên nó nằm bên Nhật các bạn, nó mất rồi đó. Bên Nhật nó giờ nó vậy á nè, dây giật nè. Rồi con này 600.000 nha các bạn, 600.000. Các bạn lưu ý giùm mình là không có khúc trên nha, chỉ có khúc dưới thôi. Đó, bộ cần của nó là cần đôi các bạn, nó còn khúc dưới thôi, còn khúc trên nó nằm bên Nhật à. Rồi tiếp bạn, một con TL26 bạn. Con này trâu nó đập nè các bạn. Đó, bạn nhìn cái cần của nó kìa, đó nó gãy còn tròn luôn, còn cái đầu bò nha, chén dao còn luôn bạn nè, đầu bò chén dao còn này, thấy không? Đó, thứ nhất. Thứ hai là nó bị gãy cái này luôn nè bạn này, nòng thì đẹp nha các bạn, bị gãy ốc chân nòng, các bạn lưu ý giùm mình nha, gãy ốc chân nòng. Con này thì áo yếm bô rồi mới ken các bạn. Rồi con này 700 nha, TL26 bạn à, 700.000. Con này nó mà liền lạc thì 1,5 triệu các bạn, nó mà liền không bị gãy bởi là phải 1,5 triệu á. Hơi nè, trời ơi, đủ hơi chắc nịch nha các bạn. Rồi 700.000. Tiếp bạn, con này cũng 700 luôn. Con này nó là TG25 bạn, mới ken à. Này TG25 nha, ốc tán đồ mới ken nha các bạn.
TG này là xăng trên nha, con này 700 luôn. Con này thì liên lạc nha các bạn, mai mình cho nắp xăng cho. Bô e bô gió rồi liên lạc nha, không bị bởi gãy gì đâu. 700 ngàn thôi, còn xay luôn nè, bình xăng trên, hơi Bình Phước nè. Con này 700 ngàn nha, đầu bò đầy đủ các bạn nè, đầu bò trắng cỏ đầy đủ luôn nha, tay lái đầy đủ. Rồi, 700 ngàn con TG này đó là TG, TD các bạn à, TD 25 nha các bạn, TD 25 xăng trên. TD 24 các bạn nè, 24 25 xăng trên nha. Tiếp bạn con Komatsu BC 235. Đây bạn, con này thì nó xài bằng cục đời nha, không có ổ giật. Cái này nó không có ổ giật nha. Dòng này thì các bạn giờ gắn ổ giật BC Komatsu vô. Lỗ này phơm của nó là phơm BC cánh bướm đó các bạn à. Giờ các bạn thay áo với thay tum, thay ổ giật rồi vô là y xăng luôn. Rồi, chế của anh Pro nha các bạn nè. Rồi con này 850 nha. Còn cái bóp của nó nè. Thường mấy con có đời các bạn à, là bên Nhật nó xài hết pin nó dục à. Nên nó không có hư. Đầu bò đầy đủ nha, đầu bò nó kìa. Tay lái đầy đủ. Rồi, con này nó xài đời nha các bạn, nó không có ổ giật nha. Con này 850 các bạn. 235 nha, BC. Tiếp bạn một con hàng độc nè. Con này chịu 2 thôi. Con này nó là cắt cành nha các bạn nè, cắt cành nè, nhưng mà cây cần nó hơi ngắn bạn nè. Các bạn nhìn nè. Cây cần của nó ngắn hơn cây cần của cắt cỏ bình thường bạn nè. Cho nên là cái cây này không có gắn đầu bò vô cắt cỏ được đâu nha. Tại vì cây cần của nó có tầm 1m2 thôi. Nè bạn thấy cây máy sắt bên không? Đó. Cây cần của nó ngắn hơn khoảng 40 phân đó bạn, nó ngắn hơn 40 phân luôn. Nếu mà tháo cái đầu này ra bỏ cái đầu bò cắt cỏ vô là thua nha các bạn, không cắt cỏ được đâu, cái này chỉ để cắt cành thôi. Nhưng mà cái cần ngắn như vậy thì nếu mà cắt cành thì nó hợp lý nè bạn đó. Rồi cây này cây cắt cành thôi nha. Đó, cây cần nó hơi ngắn nha, nó xài lắp 7 khía các bạn, cắt cành này. Đây các bạn, đầu cắt cành của nó nè, chỉnh nè. Rồi con này chiều 2 nha, nó là Echo 2004, chớ quanh rồ 2 kim bạn, nồng 34 ly, uồn má dây giật trắng tinh trời. Rồi tiếp bạn con TL 20 nha các bạn, TL 20 nè. Con này 800 ngàn các bạn, TL 20. Cần tay lái đầy đủ nha, kề đầu bò nó đầy đủ luôn bạn. Đó, đầu bò đầy đủ, cần tay lái đầy đủ, TL 20 nha các bạn, hợi miền Tây. Rồi tiếp theo một con nữa bạn, con này là Mitsu đây. TBE 27 các bạn. TBE 27 nè. Con này móc abo nha các bạn, móc abo, giật hơi coi. Đục đục. Móc abo nha, con này 900. Con này nó 27 nha các bạn, thấy không? Nè, còi ga bóp luôn nè, tay lái đủ, còn thẳng nè. 27 nha các bạn, 261 này nó ghi còn 261 nè. Đồ bò đủ luôn, đồ bò đủ nè, tay lái đủ nè. Rồi bạn, con này 900 ngàn nha. TBE tum nhôm nha các bạn, tum nhôm á. Rồi, con này bán rồi bạn, con này đang gom gom mười mấy 20 cây giao luôn. Rồi. Tiếp theo các bạn, con này là S26 nha. Con này 1.7 triệu nha các bạn. Kìa, đồ bò nó kìa. Con này thì VIP rồi, khỏi nói rồi. Chốt lẹ các bạn, con này thì cực VIP rồi bạn, 1.7 triệu thôi. S26 nha. Không bình xăng mà không bởi luôn bạn, tum rồi còn mới ken à. Rồi. Đùa còn liền lạc lắm bạn. Rồi cho qua. Con này 900 nha, con này nó đó, bên Nhật bây giờ nó có khúc dưới thôi bạn, khúc trên không có nha các bạn. Gãy rồi. Nằm bên Nhật các bạn à, giờ đốn máy bay qua đó tiền phí cao quá nên mình lười quá qua đó kiếm quá bạn. Nè, đó bây giờ nó còn khúc dưới thôi. Giờ bóp nè. Đó như hiện trạng nha các bạn, 900 ngàn, con này nó là Mitsu đời bây giờ đó bạn, Mitsu đời mới á, TS23 nha. Đời này bên Nhật nó đang xài bạn, nó chưa quan bãi đâu. Hiện tại là nó mới quan giờ các con này. Thì nó Nhật nó quan giờ cho mình làm mẫu nè các bạn, chứ mai mốt nó giờ nhiều đó, nó thay TL đó bạn, thằng này á. Đời 2020 nha, nè. Đó bạn, đời 2020. Đây bạn, tháng 7 luôn. Thì này Mitsu đời mới đó bạn à. Tương lai là mấy bãi là nó dời lỗ này đó bạn, nó thay thế cho TL nha, TL là đời cổ. Còn thằng này là đời mới nha các bạn. Đó, này bình xăng quanh Pro nè. Này thì nó siêu lợi xăng bạn, đời mới này nó giống như xe Honda phun xăng điện tử FI các bạn. Siêu lợi xăng luôn. Thằng này nó chạy phải nói bạn, nó siêu lợi xăng, siêu tiết kiệm luôn. Thân đù má dây giật. Rồi, trợ lực nha, đó trợ lực luôn. 900 ngàn nha, đó bán vậy thôi nha các bạn, không có thêm gì hết nha. Đó bên Nhật nó gãy rồi bạn, nó giờ vậy thôi á. Đó bên Nhật nó giờ vậy á. Rồi, 900 ngàn. Rồi giờ mình vô lô nha. Đây.
Lô số 1 nha, lô này mình đang giao 1.7 triệu cây các bạn, nhưng mà lô này là mình dọn kho mình bán rẻ luôn. Lộn, 750 cây, nó lộn, lô này là lô này đang giao 750 cây. Nhưng mà cái này dọn kho mình thanh lý luôn nha, cho nó dọn sạch nhà luôn bạn, cho trống nhà luôn. Tính mình bán là mình thích bán sạch nhà luôn bạn à. Nhìn trước mắt. Lô này là 1.7 triệu nha các bạn, ba con lô này mình lên hoài bạn. 24 sơ sơ nòng 33 ly á. Gà bóp nè. Đây bạn, gà bóp nè. Con này cũng ra bóp mà bóp trên cây cần nha các bạn. Thì có cây cần nó cong rồi. Mai mấy đứa nhỏ nó cho bạn bộ cần khác luôn, cần này mình có luôn. Đó bạn, dưới đầu bò đầy đủ nha, đầu bò nó này. Này đầu bò trắng cỏ đầy đủ bạn, đó. Rồi, lô số 1 nha các bạn, 1.7 triệu thôi. Đây bạn, giá thanh lý dồn kho đó bạn, lô số 2 nha. Lô số 2. Lô này là 3 triệu bạn, lô này nó bị bơm nè bạn, mới bị giờ ngày hôm qua. Ông khách này ông đặt xong rồi, ông bơm hàng bạn, ông không lấy. Cho nên là mới giờ hôm qua này mình ráp. Mình cho mấy đứa nó ráp còn lại bán luôn bạn. Thì thôi cởi khách hàng mà mình không có nêu tên lên đây, người ta bơm cởi người ta bạn. Rồi lô số 2 này là 3 triệu nha. Mà ông khách này ông bơm hàng mà ông lấy luôn cái tay lái của mình luôn bạn. Đó, gửi giờ cho ổng xong rồi. Ông lấy cái mấy bộ tay lái luôn mà thôi cởi bạn, không đáng xá bao nhiêu. Mình thì tính mình không mấy cái quỷ đó không đáng xá nhiều. Thì cái lô này mai mình cho các bạn bộ tay lái khác nha. Cho các bạn bộ tay lái khác. Thì lô này là lô số 2 3 triệu. Đây bạn. Thì bộ tay lái gửi cho khách là người ta bơm hàng, nhưng mà khi quay đầu rồi mất mấy bộ tay lái bạn à, mất. Mai mình cho bạn bộ tay lái khác nha, yên tâm. Rồi, lô này là đồ bò đầy đủ bạn. Đó. Ruby 26 nha, nòng 34 ly. Đâu rồi. Còn của nó đây bạn nè. Komatsu này nó là Geno nè bạn. Động cơ Geno nha, nó là động cơ Komatsu các bạn, Ruby chế One Pro nha. Nòng 34 ly 26. Rồi bạn, lô số 3 các bạn. Lô số 3 này là 1 triệu 7 nha các bạn, 1 triệu 750 ba con Rubin Cock các bạn. 1 triệu 750 nha. Nòng 31 ly. Makita, đồ bò nó đây. Đây bạn, đồ bò này. Dòng này là nhẹ các bạn, nhẹ nòng 31 ly chạy bốc các bạn, bốc hơn những cái thằng nòng 30, 31 ly, 32 ly luôn các bạn. Rồi Makita nha, cò ga cần của nó. Lô này thì hai con là mất tay lái bạn, mai đóng hàng tụi nhỏ nó bỏ sau nha. Cần thẳng nè, đầu bò đủ nè các bạn, cần thẳng. Rồi, lô số 3 đó bạn, lô số 4 nha. Lô số 4 này là 4 triệu rưỡi bạn, lô số 4 này. 4 triệu rưỡi, 6 con TG các bạn. À, lô này nó tính 4 triệu rưỡi à. Đây bạn, lô này là mình đang dọn kho nha. Đáng lý là 1, 2, 3, 4, 5, 6 con này là 800.000 con đó bạn. Mình đang giao là 800.000 con, 830.000 con nha. Nhưng mà lô này mình dọn kho nè, tính rẻ cho các bạn luôn. Tính giá dọn kho luôn nha, thanh lý luôn. Là 750.000 con đó bạn. Đó. Là 6 lần, nếu mà 800 là 6 lần 8 là 48 đó bạn. Cái này 45 thôi. Đó là lô số 4 nha. Tum rời hết nha các bạn. Tum rời hết. Liên lạc nha. Thì lô này là đâm tất cả là tum rời hết nha. Có một con sao nó gắn chế One Pro đây ta. Nè, con này sao nó gắn chế One Pro vô này. À cái này chắc mình nghĩ bên Nhật nó gắn nó không biết nó gắn các bạn. Rồi, đầu bò của nó là đủ nha các bạn, đầu bò đủ. Cần thẳng nè, tay lái đủ nha. Tay lái đủ luôn nha, tay lái rinh đủ hết luôn, tum rời hết luôn các bạn. Thì mặt tiền áo yếm đồ là không có bị bởi nha các bạn. À có con bởi tí đây nè bạn, đó, bởi tí đây nè. Áo bô bởi thì mình có áo bô mới nha, mai mình ráp cho bạn sau. Rồi lô số 4 bạn. Áo gió có luôn, mai mình cho bạn bộ áo gió nha. Rồi bây giờ à mấy con này có con ta. À, cái này có một con một nha các bạn, một con một. Thì mấy con này không có con nào cứng đâu bạn. Mấy đứa giật hết rồi không con nào cứng. Thì con này nó là Hitachi 23 bạn à, nòng 32 ly nha. Con này 600.000. Tum nhôm nè bạn. Bình xăng con thôi, cái này nó dùng là bình gia băng, nó giống như Echo 230 260 vậy các bạn. Đó. Rồi. Con này là lỗ này nổ im lắm mà, lỗ này mình làm nhiều rồi, mình biết nè. Đầu bò cần nữa này. Đầu bò chén dao phủ bì luôn nè, chén dao chống quấn cỏ nè bạn. Đó. Hitachi 600.000 nha, cây này 600. Rồi cây này 600 luôn. Cái này là Echo Kirit nha các bạn, hay nói gì đây? Thôi giá dồn kho 600.000 luôn bạn, Echo Kirit. Đây, liên lạc áo yếm liên lạc không bởi vỡ, còn thẳng nè bạn, còn thẳng băng luôn. Rồi đầu bò đủ luôn bạn, nè, đó. Tiếp bạn, con này 800 nha.
Con này nó là hiệu Top Sun các bạn, Pro. Này bạn, Pro này, Top Sun 261 đồng 34 ly nha. Đầu bò của nó như đầu trâu các bạn, to lắm. À quên, thằng này ống cần của nó là 26 lượng các bạn, ống cần nó 26 nha. Gà bóp này các bạn. Ừ, gà bóp này. Đó, cái cùm của nó nhìn chắc chắc nịch các bạn à. Nó xài ốc ho thị 6 cạnh nha. Thằng này 800 nha các bạn, 800 luôn. Đù dây giật trắng tinh các bạn. Ừ. Dây giật này. Đù hơi nghe đã lắm bạn, 800 ngàn nha. Top Sun. Đù cái bộ cần của nó nhìn đã không? Chất lượng không? Bộ cần dày cuôi nha các bạn. Cái cần thằng này là cần 26 lượng bạn, phi 26 lượng. Còn tay lái là tay lái bự luôn bạn, nhìn đã hơn. Cái này này đúng là dày, cái này dày lắm bạn, 800 ngàn. Rồi, tiếp theo bạn, con này mất ổ giật mình bán giá sát luôn nha. 500 ngàn bạn mới keng à. Mà mất ổ giật bạn, bô mới keng này. Đó. Không có bị cứng nha các bạn, nè, quay được nè. Đó bạn, thằng này ổ giật của nó na ná con Komatsu các bạn nè. Đó bạn. Rồi. Chới quanh Pro này. Chứ nó xài chế quanh Pro nha. Rồi bạn, con này đầu bò của nó này. Đầu bò con này mất chén dao dưới rồi bạn à. Rồi, giá sát 500 ngàn nha các bạn. 500 ngàn thôi, giờ các bạn bạn nào có con giống này thì mua con này, giờ lấy đồ này. Con này mới lắm mà, 500 ngàn thôi. Các bạn mua mấy con này chắc phải chụp màn hình lại bạn, chốt thôi. Chứ thì cái đầu nhiều khi các bạn chốt. Con này nó là con hiệu nó là hiệu gì ta? Ở Natiwa các bạn à, nó là Natiwa nha. Tiếp nữa, con này là Singu các bạn. Singu này 800 ngàn nha các bạn. Tay lái nó đây. Đây bạn, đùa lúc tối mưa nước nó vô các bạn à. Này, này nước hồ hôm Lâm Đồng mưa to lắm bạn, ngập lụt luôn. Lâm Đồng mà bị lụt luôn bạn. Đây đầu bò đủ nha, còn thẳng này tay lái thì còn bên này mai đóng hàng cho sau nha. 800 ngàn các bạn. Con này chới quanh Pro 2 kim nè. Đây bạn, kim chỉnh nè, thằng bộ chới thằng này nó nằm ngang nha, nó không nằm chiều dọc mà nằm ngang. Trợ lực hai nòng 34 ly các bạn, con này 25 cc trợ lực nòng 34 ly. Đây 800 ngàn. Tiếp bạn, con này 850 các bạn, Echo Ribi này. 22 bạn, nòng 32 ly. Dây giật này. Đó. Rồi 850 nha. Đầu bò nó đây các bạn, này. Đầu bò cần thẳng nha các bạn, cần thẳng. 850 bạn, Ribi, con này Ribi bạn nòng 32 ly. Rồi. Lô số 5 bạn, lô này Robin hộp nha các bạn, Robin hộp. Đây bạn, lô này thì 2 triệu 6 nha, 4 con bạn à. Đầu bò đủ nha, đây đầu bò nó đây. Đầu bò đủ nè. Đầu bò chén dao đủ luôn bạn, chén rinh còn luôn nha. Rồi, còn thẳng nè, tay lái thì thiếu 2 bộ tay lái, mai đóng hàng bỏ sau nha các bạn. Rồi, lô này là lô số 5 2 triệu rưỡi bạn. Này 22 này, thằng này 22. Này 22 luôn, thằng này 25 nha các bạn. Lô này có một con nòng 34 thôi. Còn lại ba con này là nòng 32 ly nha các bạn. 2 triệu rưỡi 2 triệu 6, 4 con lô số 5 nha. Lô số 5. Rồi bạn. Qua đầu máy nha. Thì ba cái đầu này là 1 triệu rưỡi các bạn nè. 1 triệu rưỡi nha, ba cái 400 ngàn cái các bạn. Đó, ba cái 1 triệu rưỡi nè. Đây bạn, đó mới keng mà 25 luôn. Con này 251 nè. Đó, ba cái 1 triệu rưỡi nha. Đây bạn, ba cái 1 triệu rưỡi. Rồi, ba cái này 1 triệu rưỡi luôn. À lộn, ba cái 1 triệu 2 bạn à. Lên quên. Ba cái đầu này là 1 triệu 2 bạn nè. 1 triệu 2 nha. Ba cái đầu này được coi. 1 triệu 2 luôn. Đủ đồ hết nha các bạn, liên lạc đủ đồ hết nè. Áo bởi tí đây nè bạn, đó. Còn đầu này. Đây. 1 triệu 2 nha các bạn. Cái này mai mình cho bạn ổ giật khác nha. Ổ giật con này bởi rồi. Mai cho ổ giật khác các bạn. Rồi đầu này. Đó, 1 triệu 2 nha các bạn. Natiwa các bạn, nòng 34 ly nha. Lỗ này nòng 34 ly. Rồi, ba cái này 1 triệu 2 nha. Đó. Đây, giá này. Đó bạn. Rồi, lô số 6 bạn. Lô này 1 triệu 9 50 nha. Cũng là ba con Rubin hợp luôn. Nhưng mà lô này vỏ nó không được đẹp nè các bạn. Vỏ nó xấu hơn nè. Rồi bạn, lô này là lô số 6 nha các bạn, 1 triệu 950 thì áo lô này là mình thấy nó được coi. Áo nó vậy nè các bạn, đó, áo nó thầm hơi xấu tí bạn, hai con này nè. Rồi lô này là một con 25 nha, hai con 22. Đồ bò thì có con mất rồi bạn, mai mấy đứa nó cho bạn đồ bò sau nha. Cần thì thẳng nè, tay lái thì có con có tay lái hai con kia tay lái tròn nha các bạn. Mai đóng hàng mấy đứa cho tay lái sau.
Rồi lô số 7 bạn, lô này là hai con Echo 230. Thì cái lô này có một con là mình tính giá sát này bạn, con này nè. Con đó nó thiếu abo nè, thiếu abo 1,5 triệu nha bạn, là với lại con này mấy đứa nó giật, nó kêu cái gì nè. Đó. Đó bạn. À con này. À, con này nó bị bố con chắc mình nghĩ nó rất là so bạn, nó đá vô nó kêu. Đó con này giật nó kêu, mình đốn vậy thôi bạn. Còn con này thì ngon nè. Dây giật nè. Rồi, con này 900 bạn, con này 600. Lô này lô số 7,5 triệu nha. Cần đầu bò thẳng nè. Đó. Cần đủ nè bạn, đó, đó cần thì thẳng nha, đầu bò. Tay lái thiếu bạn, thiếu tay lái nha. Lô này thì mai đóng hàng bỏ tay lái sau. Rồi lô số 8 mà, lô này là 2,2 triệu nha. Bốn con này là TG bạn, TG 18-20 bạn, tum rời, ba con tum rời nè, một con tum liền bạn, 2,2 triệu lô số 8 nha. Cần đầu bò đủ nè, cần thẳng các bạn, đầu bò. Dạ, từ dính cỏ không thấy nè. Đầu bò đủ nha các bạn. Đó. Cần thẳng nè, tay lái đủ luôn. Tay lái đủ nha các bạn. À đâu, 1 2 3, thiếu cái bộ tay lái bạn, mai đóng hàng bỏ sau nha. TG thì lô này mình thấy áo yếm đủ nè. Áo yếm không bể nha các bạn. Lô số 8 nha, 2,2 triệu. Đó bạn, lô số 9 bạn. Hai con này 1,350 triệu nha các bạn, lô số 9 nè, hai con này đẹp nè. 1,350 triệu thôi. Dính cái chân xuống đây rồi. Ủa, hai con này nó mới ken luôn bạn, mình sang nhựa trắng tinh nè. Đây bạn, sang nhựa này, mới ken trắng tinh luôn. Đó bạn. Nè. Rồi lô này thì VIP rồi bạn. Đó. Dụng kho mà sao hai con máy nó mới chứ trời. Lô này là 1,350 triệu bạn. Đầu bò nó đây. Đầu bò trắng cỏ đủ nha, cần tay lái nè, tay lái đủ luôn nè. Lô số 9 là 1,350 triệu. Lô số 10 bạn. Lô này 2,1 triệu nha các bạn, lô số 10. Ba con TG 25 bạn, 25 này tum liền nha. Con còn abo bởi nè, mai mình cho cái abo khác nha, abo này mình có mới luôn bạn. Với lại một con mất abo nha, mình cho abo khác luôn nha. Đó, con còn mất abo. Rồi lô này TG 25 bạn. Cơ qua, TG con mất cái gì ta? Đùa cái lô này nó mất, cái con này mất đầu bò bạn, mai đóng hàng cái đầu bò thằng này có luôn bạn, mai đóng hàng mấy đứa nó bỏ đầu bò khác nha. Cần thẳng nè. Lô số 10 bạn, 2,1 triệu nha. Lô số 11 các bạn à. Lô này là 5,250,000 bạn, Estin. Estin thì cái màu áo của nó là nó quầy các bạn, nó thường cái màu nó giống như màu cà phê các bạn, nó kiểu vậy, màu như cà phê sữa. Rồi, màu nâu nâu các bạn, kiểu vậy, Estin mà. Rồi lô này 23, 24 nhiều nè các bạn. Này. Đó, như cây còn thằng kia, đó bạn thấy 24 không? Con này 23 nè. Con này trợ lực này là 23 nè các bạn, đó. Đây các bạn, hình như này, con này 23 trợ lực nè các bạn, chới quanh rồ hai kim luôn nè. Nè dây giật nè các bạn, chẳng tin nè. Nghẹt bô mẹ rồi. Con này chới hai kim luôn nè các bạn, đó. Con này 23 luôn, chới hai kim luôn, quanh bro nè. Con này chới hai kim quanh bro luôn. Nè, chơi hai kim 24 nè, quanh bro luôn, chơi hai kim quanh bro hai. Con này 23 nè các bạn, thấy không? Lô này 23 nhiều lắm nha. 24 23 nè, 23 nè. 23 nè, một con, hai con, ba con, bốn con. Con này chắc 23 luôn các bạn. Con này chơi quanh bro hai kim, con này 23 luôn đó các bạn, con này nè. Rồi lô này 23 nhiều lắm nha, nòng 33 ly. Nhiều các bạn. Lô này lô 11 nha các bạn, 5,250,000 các bạn. Rồi, cần đầu bò thẳng luôn nha. Đầu bò đủ bạn. À, con thiếu đầu bò bạn, à, mai ráp đầu bò sau nha. Rồi tay lái thì mai mấy đứa nhỏ đóng hàng nó cho tay lái sau nha các bạn. Giờ nó đi đánh bóng hết rồi kìa. Đứa nào nấy như xình vậy các bạn, thấy không? Thấy không bạn, thấy không? Đó. Nó soạn hàng chưa xong gì hết trơn là nó đi đánh bóng rồi các bạn. Đùa. Lính nhà này nó như ông chủ các bạn à. Mình mà nói nó chửi mình luôn các bạn. Lô 11 nha, 5,250,000. Lô 12 các bạn, hai con này bán sát nha. À, lý do con này cứng nè. Con này gãy chân. Đây các bạn. Này gãy chân nè nha. Đó, gãy chân. Rồi lô 12 này là 1,000,000 các bạn. Con này cứng nha các bạn, cứng nè. Dây giật trắng các bạn mà cứng nha. Con này thì dây giật trắng đẹp nè, ngon nè. Nhưng mà gãy chân nha các bạn. Đó. Đó bạn thấy không? Gãy chân, lô này bán sát luôn. 1,000,000 nha.
cần thẳng nè, đầu bò đủ nè các bạn, trắng cỏ còn luôn. Lô 12 là 1 triệu các bạn, đẹp, máy đẹp nha. Lô 13 bạn, lô này thì 3,7 triệu nha. Lô này là 5 con bạn à, thì có 24 là 1 này, 2 này, 3 con 24 các bạn. 2 con 20 nha, mấy con 24 bằng 34 ly nha các bạn. Gà bóp thì mình thấy 1 2 con này. 3 con có gà bóp bạn này. 1 này, 2 này. 3 con có gà bóp nha. Lô này lô 13 các bạn à, 3,7 triệu nha. Còn thẳng nè, rồi mất gói đầu bò nữa trời ơi. Đầu bò mai đóng hàng bỏ sâu các bạn à, đầu bò còn thẳng nha các bạn, đó. Rồi cái lỗ này thì nó xài chới bê tông ga hết nha các bạn, không có chới quanh pro đâu. Chới bê da băng các bạn. Trợ lực thì 2 con nha, có 2 trợ lực. Rồi. Lô này sát nha các bạn, lô này sát. Sát nhưng mà không bị cứng nha, lô này không bị cứng bạn. Nó xấu với lại nó cong cần này, con này cong cần này các bạn. Nè các bạn thấy không? Cái cần nó cong này. Đó, dưới nó xấu bạn, với con này mất áo bô này. Đó bạn. Nhưng mà con nó chới quanh rồi hay kim bạn, con này nè. Đó, con nó 24 luôn bạn, con này 24 luôn nè. Đó. Rồi lô này bán sát luôn nha, lô này chiều 6 3 con bạn. Đó. Bạn lưu ý nha, lô sát này là mình không có thêm đồ nha các bạn. Tại vì mình bán thanh lý rồi, mình không có bỏ thêm đồ nha. Các bạn lưu ý không bỏ thêm gì hết như hiện trạng video. Đồ bò đầy đủ nha các bạn. Cần thì có một con cầm cần. Chứ con này nó bị mất cái áo bô này. Đây bạn mất áo bô nhưng mà nó xài chới quanh rồi hay kim này, có trợ lực. Sát nhưng mà không có cứng nha. Đó bạn thấy không? Ừ. Đó, hơi này. Con này đứt dây giật nha các bạn. Đó. Ủa chỗ này quay gieo nguy hiểm thiệt đó chứ. Toàn lỗ hàng không à. Rồi, lô số 15 bạn, lô này thanh lý bạn, lô này thanh lý là lý do là nó xấu bạn với nó áo bô rồi nó bởi nè. Nè bạn có một con mắc áo bô bởi à. Kìa con trong cùng kìa, con đó mắc áo bô bạn. Con này áo bô bục ra nè. Nói chung là vỏ nó hơi xấu bạn à, nó không đẹp đâu. Thanh lý luôn, dọn kho luôn nha. Dọn kho thanh lý luôn. Lô này là 2,750 triệu nha bạn, 5 con chữ A. Đó. Tay lái 1 2 3 có cái tay lái này, đủ bạn. Cần 1 2 3 4 5 cần đủ cần thẳng bạn. Đầu bò đủ luôn. Đầu bò chén kẹp dao đủ luôn nha. Rồi. Lô 15 nha các bạn, lô này là 2,750,000 thanh lý nha các bạn, vỏ hơi xấu nhưng mà không có cứng nha. Con nào cứng bạn, vỏ hơi xấu đó. Con này vỏ nó xấu bạn, con này móc áo bô nha các bạn. Con này áo bô nó rớt ra nè, nó bởi này bạn nè. Đó, rồi, thanh lý luôn nha, lô này á. Lô này là lô 15 nha các bạn. 2,750,000 đầu bò. Chén kẹp dao rồi đầy đủ bạn. Tay lái thì 1 2 3 bộ tay lái rin là còn nè. Còn 1 2 3 bộ, 2 bộ là không có tay lái nè các bạn. Lô 15 này. 2,750 triệu nha các bạn. Tổng cộng 5 con. Kìa. Rồi, hết rồi các bạn. Rồi hết rồi nha. Đó, kho thì mình bán sạch rồi. Ở đây là kho mình đổi mấy cái cỏ các bạn. Sạch rồi. Sạch sẽ luôn bạn, không còn gì nữa đâu. Đó, rồi xin chào tạm biệt các bạn nha. Thì các bạn mua hàng thì liên hệ cho thư ký Đào giúp mình 0344862079 nha. Có Zalo nha các bạn. Rồi, thôi mình kết thúc video các bạn. Nay dọn sạch kho rồi, sạch nhà rồi. Đầu óc là nó thanh thản rồi các bạn. Tối ngủ gác tay chán rồi. Rồi xin chào tạm biệt các bạn.